Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc quạt VU6670 của Rowenta, chiếc quạt cây vừa êm và rất mát. Rất mát trong cái dòng quạt cây. Nó có rất nhiều chức năng như xoay được 180 độ này, có chế độ gió auto này, có thể hẹn giờ lên đến từ 1 giờ đến 8 giờ này. Và có 3 chế độ quạt. Nó rất êm, có cả một cái điều khiển. Một cái điều khiển và cái pin của cái điều khiển của nó là pin tròn, thì khi các bạn mua nhà sản xuất sẽ không để pin đâu, thì mình sẽ mua thì mình sẽ cần cái loại pin của nó có để trên này CR2025 pin tròn. Thì chiếc quạt này nó đều có sách hướng dẫn lắp đặt tháo mở. Đấy. Nó sẽ có phần đế của nó là hai chiếc đế này để mình lắp, thì khi mình lắp thì mình sẽ đặt dưới đặt chiếc quạt này lên trên phần đế để lắp, thì nó chỉ việc ấn thôi, đế của nó chỉ việc ấn vào thôi, mình ấn các khớp này vào với những vòng tròn này xong. Đấy. Thì bây giờ cái quạt này thì các chức năng nó rất đơn giản và rất êm, mình sẽ bật thử. Đấy. Có 3 tốc độ gió này. Đấy. Chức năng hẹn giờ từ 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ và tắt. Có thể xoay 180 độ và để chế độ auto, gió tự nhiên. Gió auto rất êm, không nghe thấy tiếng gió mấy. Thích hợp với phòng ngủ này. Nó có đồng hồ để đo nhiệt độ phòng mình này. Rất êm. Không nghe tiếng gió mấy, phù hợp với phòng của trẻ con hay là mình bật điều hòa thì cái tính năng của nó càng được nâng lên, cải thiện hơn. Để tủa ra các làn gió không khí mát xung quanh phòng.